Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, giao dịch trên thị trường có thể là một cách sinh lời để tăng vốn đầu tư của bạn, nhưng nó cũng có thể khiến bạn gặp rủi ro nếu không được thực hiện đúng cách. Một trong những chìa khóa để giao dịch thành công là có một bộ tiêu chí để đánh giá từng giao dịch tiềm năng. Video ngày hôm nay sẽ phát thảo cho bạn một bài kiểm tra 5 bước mà bạn có thể sử dụng để xác định xem một giao dịch có đáng để trade hay không. Bước 1. Setup giao dịch. Bước đầu tiên trong bài kiểm tra 5 bước là xác định setup giao dịch. Setup giao dịch là một tập hợp các tình huống cụ thể cho thấy cơ hội giao dịch tiềm năng. Để xác định chất lượng của setup giao dịch, bạn có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản hoặc là sử dụng cả hai. Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu các biểu đồ và sử dụng các chỉ báo để xác định các mô hình và xu hướng trên thị trường. Phân tích cơ bản liên quan đến việc xem xét tình hình tài chính của một công ty để định giá tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp hoặc dữ liệu kinh tế vĩ mô để xem nền kinh tế nói chung đang ở đâu trong chu kỳ hiện tại. Bước 2. Yếu tố kích hoạt giao dịch. Khi bạn đã xác định được setup giao dịch, bước tiếp theo là chờ đợi yếu tố kích hoạt giao dịch. Yếu tố kích hoạt giao dịch là một sự kiện hoặc tín hiệu cụ thể xác nhận cho setup giao dịch. Yếu tố kích hoạt giao dịch xảy ra khi bạn nhận được tín hiệu để vào lệnh từ hành động giá, chỉ báo hoặc mô hình biểu đồ dựa trên kế hoạch giao dịch của bạn. Bước 3. Điểm dừng lỗ. Trước khi thực hiện giao dịch, bạn phải xác định mức dừng lỗ của mình. Điểm dừng lỗ là mức giá mà bạn sẽ thoát ra nếu giá chạy ngược so với điểm vào lệnh của bạn một mức nhất định. Mục đích của stop loss là để bạn hạn chế tổn thất nếu giao dịch không diễn ra theo kế hoạch. Để xác định mức dừng lỗ, hãy xem xét các mức hỗ trợ kháng cự trên biểu đồ và rủi ro giá chạy ngược tiềm ẩn đối với giao dịch. Điểm dừng lỗ của bạn sẽ xác định rủi ro từ hành động giá đối với giao dịch, giúp bạn định lượng quy mô vị thế của mình dựa trên số vốn bạn sẵn sàng mất nếu giao dịch bị stop out. Bước 4. Mục tiêu lợi nhuận, điểm chốt lời. Bên cạnh việc xác định điểm dừng lỗ, bạn phải đặt mục tiêu lợi nhuận cho giao dịch của mình. Mục tiêu lợi nhuận là mức giá mà bạn dự định sẽ đóng lệnh để chốt lời. Để đặt chốt lời, hãy xem xét các mức hỗ trợ kháng cự trước đó trên biểu đồ và khả năng giá chạy thuận so với điểm vào lệnh của bạn. Việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận sẽ giúp bạn khóa lợi nhuận và tránh dữ liệu quá lâu. Mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ định lượng lợi nhuận tối đa ước tính cho giao dịch của bạn và thiết lập phần thưởng tiềm năng. Bước 5. Tỷ lệ risk reward. Bước cuối cùng trong bài kiểm tra 5 bước là đánh giá tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro risk reward cho giao dịch. Tỷ lệ risk reward chính là lợi nhuận tiềm năng chia cho khoản lỗ tiềm năng của giao dịch. Một tỷ lệ risk reward phải từ 2, 1 trở lên, có nghĩa là lợi nhuận tiềm năng ít nhất gấp đôi tổn thất có thể xảy ra. Bằng cách đánh giá tỷ lệ risk reward, bạn có thể xác định xem giao dịch có đáng thực hiện hay không dựa trên tiềm năng lãi so với lỗ. Ngoài bài kiểm tra 5 bước, còn có các yếu tố khác cần xem xét khi thực hiện giao dịch. Chúng bao gồm các điều kiện thị trường, sự kiện tin tức, yếu tố cụ thể của công ty có thể ảnh hưởng đến giao dịch. Điều quan trọng bạn cần phải nhớ là hãy luôn cập nhật tin tức thị trường, các báo cáo thu nhập cũng như các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp. Giao dịch trên thị trường có thể mang lại lợi nhuận nếu được thực hiện đúng cách, nhưng nó cũng có thể mang đến rủi ro nếu không được tiếp cận theo cách có cấu trúc và có lợi thế. Thực hiện theo bài kiểm tra 5 bước được nêu trong video này có thể tăng cơ hội thực hiện các giao dịch có lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Điều bạn cần thiết là bạn có một bộ tiêu chí để đánh giá từng giao dịch tiềm năng thay vì dựa vào cảm xúc hoặc linh cảm của mình. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.